hoạch định rồi tổ chức rồi kiểm soát kiểm tra kiểm soát rồi lãnh đạo thì đó là mình nói theo cái chức năng thôi, mình nói theo cái chức năng của quản trị thì nhìn chung là nó gồm có những cái chức năng đó. Còn nếu như mà đánh giá về quản lý dự án là một cái gì đó, nó thành công thì chúng ta phải đo lường nó trên một cái những cái yếu tố khác cụ thể hơn và chuyên ngành hơn. Đối trước thì nó thì những cái năm trong quá khứ ngày xưa, những cái năm thế kỷ 17, 18 thì người ta không có quan tâm nhiều lắm tới cái lĩnh vực quản trị doanh nhân doanh nghiệp này, quản trị dự án hay là quản trị chiến lược, quản trị marketing, nói chung là quản trị và quản lý kinh doanh thì người ta không có quan tâm lắm. Thời đó thì người ta hay quan tâm nhiều tới những cái ngành nghề mang kỹ thuật chuyên môn thủ công mỹ nghệ hay là những cái chuyên gia là bác sĩ, giáo sư hay là luật sư hay là kiến trúc sư vân vân, quan trọng cái nghề thôi, người ta không quan tâm lắm về quản lý. Thời điểm đó thì bên châu Á còn là cái thời kỳ trung cổ, còn là cái thời kỳ phong kiến thì người ta còn 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 ghét cái doanh nhân và quản lý hơn nữa. Người ta bảo là sĩ nông công thương thì tầng lớp cao nhất là sĩ rồi cái nông là công thương. Còn ở bên châu Âu á, thì người ta lúc đó người ta cũng quan trọng những cái ngành nghề như thế, kỹ sư, bác sĩ, kiến trúc sư. Tại vì lúc đó là những cái nguồn tài nguyên của xã hội nó còn khá là phong phú dồi dào. Người ta chưa có quan tâm thế giới, người ta chưa quan tâm nhiều lắm tới tới quản trị. Nhưng mà sau những cái cuộc chiến tranh thế giới thì những cái tài nguyên đó nó không còn nhiều nữa. Và cuối cùng đó là trong cái quá trình mà chiến tranh rồi này nọ thì người ta phải quản lý, người ta phải quản trị cái nguồn lực về con người, về tài nguyên sao cho nó khoa học, sao cho nó hiệu quả để mà chiến thắng được các cái đối thủ. Vì thế nên sau khi chiến tranh đó thì những cái kiến thức về quản trị quản lý và những cái sự thiếu hụt về tài nguyên nó làm cho cái quản trị trở nên rất là quan trọng. Và những cái kinh nghiệm, những cái bài học quản lý ban đầu nhiều khi nó từ trong cái lĩnh vực quân sự nhưng mà rồi nó lan ra các cái ngành nghề khác, trong đó có kinh tế, quản trị kinh doanh. Cái sơ đồ mà chị học chúng ta thấy là ban đầu là nó thuộc vào trong cái dự án Polaris của Mỹ, nó toàn là hạt nhân, nhưng mà rồi sau này thì nó hết cái kết thúc chiến tranh đó thì những cái kiến thức, những cái kỹ thuật đó nó được sử dụng rộng rãi trong hoạch định chiến trình. Như vậy thì một cái dự án mà được đánh giá là thành công, một dự án mà được đánh giá là thành công thì nó phải đảm bảo được ba cái tiêu chí. Thứ nhất là cái dự án đó nó phải thành công, nó phải đảm bảo được thành quả, có nghĩa là nó phải đảm bảo được thành quả chứ đã, nó phải xây cái căn nhà thì nó phải làm được cái thành cái căn nhà, xây cái cây cầu thì nó phải làm được cái cây cầu. Nói chung là cái mục tiêu của nó là cái gì thì nó phải hoàn thành được như vậy, phải hoàn thành được như vậy thì nó mới xem như là một cái dự án là cơ bản nó thành công. Tuy nhiên thì nó hoàn thành được cái thành quả của nó nhưng mà trong cái thời gian nó lại vượt quá thời gian cho phép thì cũng không như thành công. Vì vậy nên cái tiêu chí thứ hai đó là tiêu chí về thời gian, thời hạn. Rồi nếu như mà nó hoàn thành đúng thời hạn nhưng mà nó lại vượt ngân sách thì cũng không xem như thành công. Như vậy đó thì có ba cái tiêu chí để đánh giá một cái dự án là nó có thành công hay không. Đó là phải đảm bảo được về mặt thành quả, phải đảm bảo được về mặt thời gian và phải đảm bảo được về mặt chi phí. Thì đó là ba cái yếu tố cơ bản để đánh giá một cái dự án thành công. Và nhưng mà tuy nhiên thì sau này
những cái thời đại hiện nay á, thì người ta còn quan trọng một cái yếu tố khác nữa, đó là cái sự hài lòng của khách hàng nữa. Tại vì nó có rất nhiều cái trường hợp đó là khi mà đảm bảo được ba cái yếu tố đó rồi nhưng mà khách hàng họ vẫn không hài lòng. Đó là vì đôi khi đó là vì cái sự hài lòng của khách hàng nó thay đổi. Ví dụ như là khi mà chúng ta làm một cái căn nhà đi, thì chúng ta cam kết cho khách hàng rồi này kia, họ cũng ưa thích ban đầu như thế, nhưng họ giao cái căn nhà đó cho cái bên nhà thầu. Nhưng mà trong cái thời gian đó, cái họ đi đi du lịch châu Âu hay là gì kia, cái họ thấy cái kiến trúc nó đẹp đẽ hơn, họ muốn thay đổi nó, nhưng mà cái lúc đó mình không có tham vấn họ, thì tới khi đó là cái công trình nó hoàn thành rồi, giao cái dự án đó cho họ rồi, nhưng mà họ vẫn không có hài lòng. Họ không có hài lòng vì mình không có thay đổi theo cái ý kiến của họ, mặc dù cái cam kết ban đầu nó không phải là như thế. Vì thế nên đó là họ vẫn không hài lòng. Như vậy, đứng ở cái góc độ là mình là cái người cung cấp một cái dịch vụ, một cái sản phẩm mà mình đúng theo hợp đồng, mình làm đúng thành quả về tiến độ, thời gian, chi phí, nhưng cuối cùng khách hàng vẫn không hài lòng thì mình cũng không có vui, thì cũng xem như là không có thành công. Như vậy thì về sau này người ta rất là quan trọng cái yếu tố đó nữa, là sự hài lòng của khách hàng. Tại vì bây giờ ví dụ chúng ta thấy trong cái thời đại hiện nay, kinh doanh và cạnh tranh, ngay cả nhà nước người ta họ cũng phải đánh giá cái sự hài lòng của khách hàng. Nên nói chung chung, tất cả chúng ta làm bất cứ cái công việc gì trong cuộc sống thì chúng ta cũng cần phải đảm bảo hiệu quả và hiệu suất nhất thì mới xem như là thành công. Và cái hiệu quả là gì, hiệu suất là gì, và cái hiệu quả với hiệu suất thì cái nào nó quan trọng hơn. Thì trong những cái môn học khác thì có thể là chúng ta từng nghe nói tới, ví dụ như là hiệu quả là do right thing, hiệu suất là do thing right. Thì một cái là làm cái việc đó một cách làm việc đúng đắn, một cái là làm cái việc đó một cách đúng đắn, thì cái nào là nó quan trọng hơn? Hiệu quả làm cái việc đúng đắn. Bây giờ ví dụ như là mình đi học đại học, chứ mình không có đi kinh doanh hay khởi nghiệp, hay là mình đi làm thuê, hay mình đi học đại học, vì mình nghĩ rằng cái này nó là một cái việc đúng đắn. Làm cái việc đúng đắn, mình nghĩ rằng nó là mình đại học thì mình sẽ có cái kiến thức tấm bằng, rồi mình sẽ lấy cái kiến thức tấm bằng đó để mà sau này mình có hội mình đi xin việc, hay là mình đi làm thêm, hay là mình đi khởi nghiệp, làm thuê, hay dù sao đi nữa, thì cuối cùng á là mình cũng có một cái tấm bằng và mình có thể kiếm được tiền bằng cách nào đó để nuôi sống bản thân. Thì đó xem như là mình làm cái việc đúng đắn, chứ mình không có bỏ học, hay là mình không có học đại học, hay là mình không có làm những cái gì khác, thì xem như đó là có thể đó là cái việc đúng đắn. Mình trong cái thời gian mình học thì cùng với cái thời gian của mình, cùng với cái tài chính của mình, nhưng mà cái bạn kia thì bạn học ra cái bằng đó là loại giỏi, cùng thời gian đó, cùng cái nguồn lực, cùng cái chi phí mà mình học, mình ra được cái tấm bằng loại trung bình hay loại yếu thôi, thì xem như là cái bạn kia là bạn học nó hiệu suất hơn, còn mình thì nó không có hiệu suất nó cũng giống như gần giống như là năng suất vậy. Như vậy thì chúng ta thấy là cái hiệu suất là nó đo lường cái hiệu quả của nó đo lường cái năng suất của công việc, nó lấy cái đầu ra nó chia cho cái đầu vào. À, nếu mà nó lớn hơn một thì xem như là nó hiệu suất hơn, nhỏ hơn một thì nghĩa là nó không hiệu suất. Còn cái hiệu quả là nó xem nó là cái nó có phải là cái điều việc đúng đắn mà mình nên làm hay không, có hiệu quả hay không, cuối cùng mình có đạt được mục đích hay không. Thì ví dụ như có nhiều cái trường hợp đó là mình học đại học, nhưng mà rồi sau này mình ra trường mình cũng vẫn đâu có xin được việc làm, hay là mình học đại học rồi mình nghĩ nó là lý thuyết nên rồi cuối cùng mình cũng đâu có học một cách đó là học về kiến thức đâu, mà là mình học về điểm số hay gì đó. Thì khi đó là mình học xong cái rồi mình thi xong cái rồi mình bỏ hết cái kiến thức, cái lúc mình ra đi làm hay là sau này mình có làm cái gì ấy, thì mình cũng không có
có kiến thức để mà áp dụng, hoặc là mình không nhớ, hoặc là mình không có kiến thức thiệt. Hoặc là nếu như mà mình học đại học, mình nghĩ là mình học đại học là để có tấm bằng để sau này mình có thể xin được một cái công việc trong nhà nước, hay là mình xin được một cái công việc có thể nuôi sống bản thân, nhưng mà cuối cùng khi ra trường mình lại không xin được một cái công việc như thế, cuối cùng mình không nuôi sống được bản thân, thì xem như đó là cái việc học đại học này nó không phải là một cái việc hiệu quả. Có nghĩa là ngay từ đầu mình đã chọn sai rồi, ngay từ đầu mình đã chọn sai. Vì thế nên đó là hiệu quả hay là hiệu suất quan trọng hơn, thì cái hiệu quả nó quan trọng hơn. Cái hiệu quả nó liên quan tới chiến lược, còn cái hiệu suất thì nó lại quan trọng liên quan tới chiến thuật. Mình có học một cái bằng loại giỏi hay là xuất sắc, nhưng mà rồi cuối cùng á là mình không có xin được việc, hay là mình cũng không có thăng chức nâng lương, thì điều đó cũng xem như là mình không có hiệu quả. Như vậy một cái dự án mà thành công á, thì phải xem như là sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả và hiệu suất. Như vậy thì chúng ta giới thiệu sơ sơ về những gì dự án nhé. Trong cái cuốn sách VN Book á, thì nếu mà chúng ta lập những cái trang đầu tiên á, thì chúng ta thấy là nó có những cái trang đầu tiên nó có nói tới những cái quy luật của quản lý dự án, quy luật của dự án và quy luật quản trị dự án, nguyên tắc quản trị dự án. Nó có những cái câu ban đầu như vậy, nó giống như là một cái nguyên tắc, một cái quy luật, một cái kinh nghiệm mà người ta đúc kết. Thì trong đó nó có một cái quy luật, đó là hầu như không một cái dự án nào thực hiện đúng thời hạn, ngân sách và nguồn lực như ban đầu cả. Dự án của bạn sẽ là không phải là cái đầu tiên và cũng sẽ chẳng phải là cái cuối cùng. Như thế thì nó là một trong nhiều cái quy luật thôi người ta đúc kết. Thì ý có nghĩa rằng đó là trong cái thực tế, khi mà mình làm dự án, mình lập dự án và mình thực hiện dự án, thì sẽ cái dự án của mình sẽ luôn gặp những cái vấn đề là thay đổi về nguồn lực, chi phí, thời gian, và nó điều đó là điều bình thường thôi, tại vì tất cả cái dự án nào nó cũng như thế cả, và đó là cái điều đó nó sẽ còn lặp lại cho các cái dự án sau này. Như vậy thì nó có nghĩa là sẽ không bao giờ trong thực tế cái dự án nó đúng như với kế hoạch mà mình mong muốn cả, nó luôn luôn thay đổi, luôn luôn thay đổi. Và vì sao chúng ta cần phải quản trị nó dù cho nó thay đổi? Nên tại vì đó là nếu như mà mình hoạch định rồi mình quản lý, mình kiểm soát, mình lãnh đạo nó, mình quản trị nó, thì những cái rủi ro, những cái này kia nó sẽ ít xảy ra hơn, và nó xảy ra thì mình cũng có thể khắc phục được, hay là mình giảm thiểu được cái tác động, cái tác hại của rủi ro. Chứ rủi ro thì nó vẫn sẽ luôn luôn nó xảy ra, và vì thế nên đó là người ta khuyên ta là không có nên cầu toàn, không có nên cầu toàn trong bất cứ những cái dự án nào. Nên đó là tức là nó sẽ không bao giờ hoàn hảo được. Vai trò của nhà quản lý dự án thì trong một cái dự án nói chung thì cái vai trò của nhà quản lý dự án là nó cực kỳ quan trọng. Nó phải đứng ở một cái vị trí đứng đầu và đứng ở một vị trí đứng giữa, giải quyết tất cả những cái mối quan hệ, xử lý tất cả những cái vấn đề, chịu trách nhiệm từ ba phía. Thứ nhất đó là từ cái tổ chức mẹ, có nghĩa là từ cái công ty mẹ giao cho mình làm cái dự án này, mình chịu trách nhiệm về báo cáo, mình phải chịu trách nhiệm về quản lý, mình phải chịu trách nhiệm về kiểm soát, rồi báo cáo lại với họ. Nó rất là áp lực. Rồi đứng ở cái góc độ là mình làm chủ của cái tổ dự án đó, thì mình phải xử lý những cái vấn đề của tổ dự án đó, những cái mâu thuẫn, xung đột giữa con người, tranh giành nguồn lực, hay là mâu thuẫn lẫn nhau, thì cuối cùng nó không thể làm việc được, thì mình phải giải quyết, rồi điều phối, rồi cái người thụ hưởng của dự án, tức là cái người khách hàng, thì chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm để mà báo cáo, rồi tìm hiểu cái nhu cầu của khách hàng, rồi làm sao cho họ hài lòng và đúng cái ý của họ. Thì vậy nên đó là cái người quản lý dự án luôn luôn chịu áp lực từ rất nhiều phía, chưa kể tới những cái phía như là truyền thông, xã hội,
chính quyền rồi này kia, thì điều đó nó làm cho cái người quản lý dự án rất là chịu nhiều áp lực để mà làm cho cái dự án nó đạt được cái giới hạn về thành quả, về tài chính và về chất lượng như chúng ta nói. Thì vì thế nên cái người quản lý dự án là cái người mà phải quản lý tốt được các mối quan hệ trong cái tổ chức, duy trì được sự cân bằng về kỹ thuật cũng như về quản lý trong dự án, đương đầu với những cái sự thay đổi rủi ro hay là những cái điều kiện ràng buộc của dự án. Nói chung là cái người mà cần phải có cái kỹ năng để mà xử lý rất nhiều những cái vấn đề trong cái dự án, rất nhiều những kỹ năng, ví dụ như là kỹ năng quản lý thời gian, lập tiến độ, kỹ thuật, lãnh đạo, truyền đạt, thương lượng, lập ngân sách, tiếp thị, vân vân. Thì người ta họ họ cần cái người là có kỹ năng tổng hợp, kỹ năng tổng hợp, chứ không phải là mình cứ giỏi về kỹ thuật không thì mình có thể làm cái lãnh đạo dự án được. Rồi những cái phẩm chất nữa, ví dụ như là nó phải thật thà và chính trực, hay là quyết đoán, có khả năng ra quyết định, hiểu những vấn đề về con người, khả năng giải quyết vấn đề, vân vân. Vì thế nên đó là chúng ta cần phải có một cái người rất là linh động và giỏi có khả năng quản trị nhân sự. Và khả năng giải quyết vấn đề là một trong những cái khả năng quan trọng nhất của cái người quản lý. Thì đối với cái người châu Á thì người ta lại có khuynh hướng đó là giải quyết vấn đề theo cái khuynh hướng nó hơi cảm tính, nó hơi tình cảm, nó hơi cảm tính. Còn người châu Âu thì giải quyết vấn đề một cách rất là lý trí, rất là lý trí. Rồi ví dụ như là chúng ta cần phải có cái khả năng xử lý tình huống, ví dụ như là trong cái một cái cuộc họp giao ban hay là trong những cái cuộc họp hàng tuần đi, thì có rất nhiều những cái trưởng phó phòng hay là những cái chức năng chuyên môn họ sẽ cãi nhau, họ sẽ đổ lỗi cho nhau, rồi họ yêu cầu là tăng thêm nguồn lực cho họ. Và cái nguồn lực của dự án thì nó rất là có giới hạn, công ty mẹ người ta cho mình chừng đó thôi, mình phải làm sao cho nó tốt chứ không bất đắc dĩ thì không được tăng thêm. Nhưng mà giờ ví dụ như là tất cả mọi người ai họ cũng tranh giành, họ cũng khiếu nại, cũng nói là tôi thiếu nguồn lực cả, như vậy thì bao giờ người ta cũng nói thiếu cả, người ta cũng muốn mình cho thêm tiền cả. Như vậy thì nếu như mình đứng ở cái góc độ là cái người người lãnh đạo ở trung tâm ấy, thì mình phải xử lý nó như thế nào, xử lý nó như thế nào. Thì đó là một cái việc rất là đơn giản thôi, tưởng chừng rất là đơn giản cái việc là ngày thôi, nhưng mà mình sẽ xử lý như thế nào để mà tránh cãi vã rồi cãi nhau rồi mâu thuẫn rồi này kia không cần thiết. Thì đó là cái mình cần phải có khả năng giải quyết vấn đề sao cho nó lý trí. Nếu như mà thiếu thì phải lý giải vì sao là thiếu, rồi nếu như mà thiếu thì muốn lấy cái nguồn lực này thì lấy ở đâu, lấy ở đâu. Tại vì công ty thì chỉ có chừng đó nguồn lực thôi, mình chia ra, mình phân bố ra, bây giờ thì lấy ở đâu bây giờ, lấy ở đâu bây giờ. Rồi nếu như mà cuối cùng ai cũng nói là thiếu mà ai cũng có thể giải thích được một cách khoa học, một cách đúng đắn, có nghĩa là nó thiếu thiệt, thì cuối cùng mình phải nghĩ cách để mà huy động thêm nguồn lực. Đấy, huy động thêm nguồn lực, và như vậy mình chúng ta phải giải quyết nó là như thế nào cho nó vừa hợp tình hợp lý, để cho nó không có xảy ra những cái mâu thuẫn cãi vã hay là những cái sự ghét bỏ, thì cuối cùng sẽ làm cho một cái sự căng thẳng, mất đoàn kết trong một cái dự án, và cuối cùng là dự án đó nó sẽ tan vỡ và nó không thành công. Và nó cuối cùng không thành công đó, thì chỉ có mình chịu trách nhiệm thôi. Cái tiếp theo đó là nếu như mà người ta lựa chọn một cái người quản lý dự án thì người ta hay có xu hướng là lựa chọn quản lý dự án đó theo cái góc độ nào, thì có hai góc độ, đó là cái người quản lý dự án họ sẽ có cái kỹ năng về chuyên môn, hay là cái người đó họ có cái kỹ năng về quản trị, vì vậy và người ta nghiên cứu và người ta thống kê, người ta đưa ra kết luận đó là nếu như mà cái dự án mà nó càng nhỏ thì nên lựa chọn những nên lựa chọn những cái người quản lý dự án mà nó có vững vàng, nó có góc độ là chuyên môn kỹ thuật hơn. Còn nếu như là đối với những cái dự án lớn thì cái người quản lý dự án mình nên chọn là cái người có kỹ năng quản trị nhân sự, quản trị con người hơn, quản trị nhân sự, quản trị con người hơn.
Thì giống như là khi chúng ta xây một cái căn nhà nhỏ nhỏ thì chúng ta muốn là cái người quản trị dự án đó là những người thợ lành nghề, rồi đứng ra họ thầu, rồi họ làm tốt cho cái dự án đó mình yên tâm hơn, tại vì họ có cái kỹ thuật mà, có kỹ thuật. Nhưng mà nếu như mà một cái dự án của mình, một dự án lớn, xây một cái công trình lớn rồi này kia, thì mình sẽ cố gắng chọn một cái người họ có cái khả năng quản trị nhân sự tốt, chứ nếu như mà mình xây một cái cây cầu giống như cầu Mỹ Thuận hay một khách sạn 5 sao gì đó, nó lên tới cả trăm mấy trăm, rồi có khi lên tới cả ngàn người, thì cái những cái góc độ về mặt chuyên môn kỹ thuật đó, thì có lẽ là đã có cấp dưới họ lo rồi, nhưng mà cần một cái người có đầu óc quản lý tổ chức tốt. Thì cái quy mô dự án mà nó càng lớn thì cái kỹ năng quan hệ con người, cái khả năng quan hệ con người, cái chuyên môn quan hệ con người nó sẽ quan trọng hơn nhiều, quan trọng hơn nhiều. Thì đó là lý do vì sao mà những cái nhà quản trị, những nhà lãnh đạo cấp cao ấy, họ có thể dễ dàng luân chuyển nhiệm vụ công tác từ cái vị trí này sang cái vị trí khác được. Ví dụ như một cái ông giám đốc sở thì có thể qua làm với giám đốc tỉnh, một cái ông đang từ ủy ban thì có thể nhảy qua làm bên giám đốc tài chính, hay qua sở đầu tư, hay là về làm bí thư huyện, hay là về làm chủ tịch, thì người ta hoàn toàn có thể làm được, tại vì tất cả cuối cùng nó đều là cái quản trị nhân sự hết, nó đều là quản trị nhân sự hết. Cái hình thức quản lý dự án thì gọi là tổ chức dự án. Thì tổ chức dự án thì nó có nhiều cái hình thức tổ chức và quản lý dự án, nhưng mà nhìn chung là người ta thường thống nhất nó có ba cái hình thức, nó có ba cái hình thức đó là cấu trúc tổ chức dự án theo chức năng, theo quản lý dự án và theo kiểu mặt trận. Theo như kiểu chức năng thì có nghĩa là chúng ta đang quản lý dự án theo kiểu chức năng, theo kiểu truyền thống, có nghĩa là ví dụ như một công ty chúng ta có những cái bộ phận chuyên môn chuyên trách, ví dụ như là kế toán, rồi marketing, rồi kiến trúc, rồi nhân sự, rồi phòng ban chức năng, rồi này nọ, thì đó đang quản lý theo kiểu chức năng. Bây giờ nó có một cái dự án thì bắt đầu mình bẻ gãy cái gói dự án đó ra, cái nào liên quan tới kế toán thì đưa cho kế toán làm, cái nào đưa cho nhân sự thì đưa nhân sự làm, cái nào về kiến trúc thì đưa cho phòng kiến trúc làm, vâng, thì chúng ta bẻ gãy nó đây. Nên như vậy đó là quản lý theo kiểu chức năng. Cái ưu điểm của quản lý theo kiểu chức năng này đó là mình tận dụng được cái kiến thức chuyên môn của những cái chuyên gia của công ty làm càng nhiều càng giỏi, vì vậy nên đó là cứ có cái dự án nào đó là cứ phân biệt ra như vậy, thì cuối cùng đó là cũng không có ai đổ lỗi hay gì đó. Nhưng mà chỉ có điều đó là cái mình bẻ ra như thế thì cuối cùng đó là mỗi cái phòng ban chức năng họ chỉ biết làm cái việc của họ thôi, biết làm cái việc của họ thôi, họ không nhìn thấy được một cái chung cái dự án. Thì nhiều khi cái khả năng mà đối phó với cái khách hàng hay là báo cáo gì nó rất là hạn chế. Cái phòng ban này thì nhiều nhiều khi là đổ lỗi cho phòng ban kia, rồi kia cãi nhau. Kia có nhiều vấn đề, đó là cái vấn đề của quản lý theo kiểu chức năng. Đó là cái ưu điểm mình có thể tận dụng được cái kiến thức chuyên môn chuyên gia. Tuy nhiên á thì tuy nhiên á thì nó có một cái nhược điểm như đã nói, là nó không có, đối phó được một cách linh động, nó không có, và nó dễ dẫn tới những cái trường hợp cãi vã hay là xung đột lẫn nhau giữa các cái phòng ban chức năng. Hai nữa đó là khi mà mình có nhiều dự án và mình càng nhiều, nếu mà nó có ít dự án thì tốt, hay là nó chỉ có những cái dự án từ xa thì dự án ở tại chỗ thì tốt, chứ còn nếu như mà nó nhiều dự án và nó có những cái dự án ở rất là xa, ví dụ như ở bên Lào hay Campuchia hay là Hà Nội, thì lúc đó mình rất là khó để mà giao cho các cái chức năng họ làm. Tại vì những cái người chuyên môn này họ ở đây mà họ làm ở đây, mà nếu mà đi thì những cái khác ai làm, nên đó là những cái dự án ở xa mới này kia
nếu mà cấu trúc từ cái kỹ năng ấy, thì lại hoàn toàn không phù hợp, không có hiệu quả. Cái thứ hai nữa là càng nhiều, nếu như mà cái càng nhiều dự án thì càng đuối, tại vì sao? Tại vì đó là bây giờ cứ họ ngoài cái việc là họ làm chức năng của họ rồi, họ làm bao nhiêu dự án thì cứ để gãy ra, nhưng mà cứ càng nhiều á, thì cuối cùng mới là đâu có đủ cái thời gian, đâu có đủ cái nguồn lực, càng nhiều quá thì lại càng căng thẳng. Mà mình cấu trúc thì mình lại không muốn mở rộng ra, như vậy thì làm sao mà có thể làm lớn được, đúng rồi. Như vậy thì đó là cái hạn chế cái kiểu chức năng, không làm được nhiều, quá nhiều dự án, cũng không cho làm được những cái dự án mới ở xa, mặc dù tận dụng được cái kinh nghiệm chuyên môn về và quản lý, nhưng mà lại không thể mở rộng ra được. Cái cấu trúc thứ hai đó là cấu trúc theo kiểu dự án, có nghĩa là bây giờ nếu như mình có một cái dự án bên Lào, Campuchia hay gì đó, thì mình phái một cái ông quản lý dự án, giám đốc dự án đi qua bên đó, rồi cái xong ổng tuyển mộ những cái con người bên đó, những cái công nhân, rồi kế toán, rồi nhân sự, thiết kế, rồi tiếp xúc với khách hàng, đối phó với khách hàng bên đó, tự thành lập ra một cái tổ dự án riêng, và điều hành một cái tổ dự án đó, điều hành cái tổ dự án đó về quản lý, quản trị nó, và chỉ có việc báo cáo lại về cho công ty mẹ thôi. Như vậy đó là cấu trúc theo kiểu dự án, thì nó có ba loại cấu trúc cho kiểu dự án như vậy. Đó là cấu trúc dự án mạnh, yếu và trung bình. Thì có nghĩa là cấu trúc dự án mạnh đó, thì có nghĩa là cái ông quản lý dự án này ông được toàn quyền qua bên đó, và ông qua bên đó ông tuyển toàn quyền, khoảng tuyển mộ rồi đào tạo huấn luyện, rồi thành lập cái tổ dự án riêng của ông. Và những cái vấn đề mà bình thường ấy, những cái vấn đề mà bình thường, những cái vấn đề mà không thể giải quyết được thì được toàn quyền giải quyết. Chỉ có những cái vấn đề mà những cái vấn đề rất là quan trọng, những cái vấn đề lớn thì ông phải báo cáo lại cho những cái chuyên gia, hay là những cái người tổng giám đốc của công ty mẹ. Thì đó chính là cái cấu trúc mà chẳng mạnh. Nó những là cái đa phần đó là mình được giải quyết, ba phần là mình được giải quyết. Chỉ có những cái vấn đề lớn, những vấn đề khó, những vấn đề quan trọng đó thì mình phải hỏi ý kiến của công ty mẹ thôi. Nó có chút mà chẳng mạnh. Còn có chút mà chẳng yếu thì ngược lại. Đó là mình làm theo kiểu dự án, nhưng mà đa phần những cái quyết định đều là những cái quyết định của công ty mẹ hết. Còn mình đó, mình chỉ giải quyết đi những cái vấn đề lặt vặt thôi. Còn cái việc gì mình đi ra đó mình quản lý, nhưng cái gì mình cũng phải báo cáo, cái gì mình cũng phải trình bày, là không được phép cả. Thì đó là theo kiểu cấu trúc ma trận dự án, theo kiểu ma trận yếu. Ma trận trung bình đó là theo cái kiểu là mình với lại công ty mẹ là ngang nhau, phân bố công việc là ngang nhau, quyền lực là ngang nhau. Thì theo cái kiểu cấu trúc ma trận này á, thì nó cũng có những cái ưu và nhược điểm riêng của nó. Ví dụ như là vì có một cái ông giám đốc họ chịu trách nhiệm riêng cho cái dự án, cái ông giám đốc này ổng đi ra ngoài mặt trận và ổng trực tiếp đối phó, đối đầu lãnh đạo, kiểm tra kiểm soát cho cái dự án đó. Vì thế nên đó là ông toàn quyền ông chịu cái trách nhiệm cho cái dự án đó. Như vậy thì nếu như mà có khách hàng hay là có cái gì đó khiếu nại, tố cáo hay là giải quyết vấn đề ấy, thì ông này ông được toàn quyền quản lý, giải quyết và xử lý vấn đề. Vì thế nên cái khả năng đáp ứng nó rất là nhanh, đáp ứng hồi đáp này kia nó rất là nhanh, có người chịu trách nhiệm, cái ưu điểm nữa đó là mình có thể làm được vô số dự án, càng nhiều càng tốt. Có nghĩa là bây giờ có một cái dự án ở ngoài Hà Nội ấy, thì bổ nhiệm một cái ông giám đốc dự án ở Hà Nội cho ông ra đó, ông làm gì làm, cuối cùng đó là mình tận dụng có được cái dự án đó, rồi nếu mà có Đà Nẵng hay ở Lào hay ở Campuchia gì đó thì cũng vậy thôi, cũng cử một ông đi ra đó đảm nhiệm rồi làm cái việc đó. Vì thế nên nó rất là tốt, vì thế nên đó là càng nhiều thì càng tốt, mình sẽ không bao giờ bị bó buộc với cái số lượng ít hay gì đó. Rồi khả năng hồi đáp thì là cũng rất là nhanh, chịu trách nhiệm thì rõ ràng,
Tuy nhiên nó có cái nhược điểm đó là nhiều khi cái công ty của mình nó đã hoạt động tới 20-30 năm rồi. Công ty mẹ thì có rất là nhiều những cái chuyên môn kỹ thuật tốt rồi, nhưng mà mình lại không tận dụng được, mình lại qua bên kia để rồi cuối cùng đó là mình phải tuyển mộ những con người mới, rồi đào tạo mới, huấn luyện mới. Nhiều khi đó là mình ra đó rồi mình tuyển những con người mới, rồi những cái chuyên gia ở công ty phải chạy ra đó để mà đào tạo lại. Đấy. Đấy, vì thế nên là chúng ta thấy là đó nó không có tận dụng được những cái yếu tố lâu đời, những yếu tố về chuyên môn kỹ thuật của công ty mình. Thứ hai nữa đó là thay cái cấu trúc tổ chức của công ty nó bị thay đổi, nó bị thay đổi. Và khi nó bị thay đổi như vậy thì mình phải làm những cái thủ tục điều chỉnh và quản lý, nó rất là mệt. Nó mở rộng ra cái cấu trúc nhân viên công ty rồi đó, nhưng đó bây giờ nó ra nhiều ra những cái chức danh trực tiếp quản lý này kia, nó nhiều ra nên cấu trúc tổ chức nó bị thay đổi, quản lý thay đổi bên này kia, nó hơi cái mệt mỏi, nó mệt mỏi rồi. Vì thế nên đó là người ta họ thường áp dụng cái kiểu cấu trúc ma trận, cái kiểu cấu trúc ma trận đó là người ta phối hợp giữa cái chức năng với quản lý lại với nhau, chức năng quản lý với nhau, thì có nghĩa là người ta dùng một cái kiểu đó là bình thường đó thì những cái người nếu mà không có dự án đó, thì những cái người chức năng thì họ cứ làm cái chức năng của họ, nhưng mà nếu như có dự án đó, thì người ta sẽ bố trí một cái ông giám đốc dự án rồi ra làm giám đốc dự án, rồi cái ông giám đốc dự án này á, ông tùy vào cái tình hình thực tế, tùy vào tình hình thực tế mà ông linh động cái nào á, thì ông có thể giải quyết được. Cái nào thì ông cần cái chuyên gia thì ông phải ông sử dụng những cái chuyên gia của công ty, nhiều rồi những cái chuyên gia của công ty á, nhiều khi á, là làm việc ở cơ quan xong rồi tới lịch công tác tới phải chạy ra đó làm cho cái dự án B hay dự án A gì đó, rồi hết dự án B A xong xuôi lại về lại chức năng, về lại để làm lại cái việc của mình. Để rồi người ta đó là kiểu ma trận. Rồi cái cũng có một người đó đứng chịu trách nhiệm và quản lý, đó là cái ông giám đốc dự án, rồi cũng có những cái cũng tận dụng được cái kiến thức chuyên môn của các cái chuyên gia, đó là các cái chức năng. Tuy nhiên thì nó dẫn tới một cái nhược điểm là nó bị cái sự xáo trộn, nó bị cái sự xáo trộn và nó bị cái sự mâu thuẫn giữa cái công việc, cái trách nhiệm và cái quyền lợi. Ví dụ như là cái ông kế toán này là ông thuộc điều động của cái phòng kế toán hay là thuộc điều động của cái ông giám đốc dự án đây, vì thế nên đó là nó cần có một cái bên để đứng giữa để mà điều phối, để mà quản lý, để mà sắp xếp công việc, chứ nếu không đó là mọi thứ nó sẽ rối lên, mọi thứ nó sẽ rối lên theo cái tính chất công việc. Nếu mà quản lý không tốt thì rất là khó để áp dụng cái kiểu cấu trúc ma trận này. Thì dù cho cái cấu trúc nào á thì chúng ta thấy là nó cũng không có được hoàn thiện. Nhưng mà trong cái lĩnh vực quản trị dự án trong xây dựng thì người ta đã nghiên cứu và người ta đã thống kê, thì người ta thấy là nó là sử dụng cái cấu trúc ma trận mạnh nên là phù hợp nhất. Ma trận mạnh là phù hợp nhất. Rồi ví dụ như theo theo như những cái dự án sản phẩm mới thì cấu trúc dự án là phù hợp nhất. Cấu trúc dự án là phù hợp nhất. Chúng ta thấy là bây giờ ví dụ như nếu như mà phát triển một cái sản phẩm mới ra một cái thị trường mới, hay là nghiên cứu thị trường rồi đề xuất xây dựng một cái sản phẩm mới, giống như những cái công ty nước ngoài họ vẫn thường yêu cầu những cái nhóm, những cái đội sứ mệnh mục tiêu gì đó, thì cái cấu trúc dự án như thế thì nó rất là phù hợp, rất là phù hợp. Nó có cái sự linh động, thay đổi, sáng tạo, toàn quyền này kia. Rồi chúng ta nói về yếu tố lãnh đạo trong quản lý dự án. Thì trong quản lý dự án thì cái người lãnh đạo chúng ta nói là nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Là mình lãnh đạo là một cái việc mà làm sao để cuối cùng mới là người khác họ nghe mình và họ làm những cái công việc theo cái sứ mệnh, mục tiêu, nhiệm vụ của họ, để cuối cùng đó là nó hướng đến hoàn thành cái mục tiêu của tổ chức, thì xem như là chức năng của lãnh đạo.
thì có nghĩa là mình lãnh đạo thì mình làm cái cách nào cũng được, miễn là người khác họ nghe mình, họ đồng lòng để mà họ hình thành cái sự trách nhiệm, rồi cái sự đoàn kết, hay là cái sự cống hiến, cái sự nỗ lực, để rồi cuối cùng là hoàn thành được cái sứ mệnh mục tiêu của tổ chức. Thì lãnh đạo thì nhiều khi là phải có quyền lực, là khả năng của một người làm ảnh hưởng tới hành vi của một người khác, ảnh hưởng của hành vi của một người khác. Thì chỉ có ba cái cách mà người ta họ lãnh đạo thôi. Đó là cái cách người ta họ có quyền lực về mặt pháp lý, có nghĩa là cái quyền lực nó đến từ đâu, thì có thể là đến là từ mặt pháp lý, được xem như là quyền lực chính thức, có nghĩa là khi nào mà mình có được cái quyết định bổ nhiệm mình làm giám đốc dự án thì lúc đó mình có rất là nhiều những cái quyền lực chính thức. Đó là quyền lực về mặt pháp lý, đó là quyền lực về mặt pháp lý. Rồi ví dụ như những cái quyền lực khác, ví dụ như là cái quyền lực về mặt chuyên môn, là về nếu như mà chuyên môn mà mình giỏi thì mình nói người ta cũng nghe, người nói người ta cũng nghe, như vậy đó là quyền lực về mặt chuyên môn. Cái quyền lực nữa, ví dụ như là cái quyền lực về mặt đạo đức. Đạo đức có nghĩa là nếu như mà mình giải quyết những cái việc hợp tình hợp lý, thì mình có những cái sự bao dung, những cái sự quan tâm, những cái sự động viên, những cái sự tình cảm của người kia thì người ta cũng nghe, người ta cũng nghe. Hay là làm việc thì rõ ràng, có tình có lý thì người ta sẽ nghe. Mà nghe thì có nghĩa là mình có cái yếu tố lãnh đạo, có nghĩa là mình có quyền lực. Có những cái trường phái, những cái nghiên cứu, những cái quan điểm khác nhau về cái lãnh đạo theo cái sự cổ điển, theo cái truyền thống, thì người ta quan điểm rằng đó là cái người lãnh đạo họ sinh ra thì họ đã có cái vai trò là lãnh đạo rồi, vai trò là lãnh đạo rồi, giống như họ có mệnh là lãnh đạo, giống như là con vua thì lại làm vua, con cả chùa thì quét lá đa gì đó, thì họ sinh ra họ đã có cái mệnh là lãnh đạo rồi, họ có cái khả năng là lãnh đạo rồi, sinh ra họ đã là một cái người có cái mệnh rồi. Đó là một cái quan điểm nó khá là cứng nhắc, nó khá là cứng nhắc, và nó mang cái tính chất hơi 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 bất biến, hơi bất biến. Như vậy chẳng lẽ thì mình sinh ra mình làm cái nô tỳ, thì chẳng lẽ mình mãi mãi là nô tỳ hay sao, hay là vừa sinh ra thì mình đã có số làm vua rồi, thì chẳng lẽ mình chứ không cần làm gì hết thì vẫn có thể làm vua. Nên đó là đôi khi nó hơi hơi phiến diện. Thứ hai đó là lãnh đạo theo hành vi, có nghĩa là lãnh đạo thì phải thông qua học tập, đào tạo, huấn luyện, và phải trải qua rất là nhiều những cái sự học hỏi, rồi những cái sự kiên trì học hỏi này kia, rồi lên giỏi, rồi sau này cuối cùng mới làm lãnh đạo được, mới làm lãnh đạo được. Thì đó là lãnh đạo theo hành vi, thông qua đào tạo, huấn luyện, học tập thì khi cuối cùng thì mới có thể là lãnh đạo. Còn cái nguồn gốc thứ ba, cái quan điểm thứ ba là lãnh đạo theo sự phù hợp. Có nghĩa là mình muốn là lãnh đạo thì phải được sự phù hợp của yếu tố môi trường. Ví dụ như là mình phải được người ta tín nhiệm, rồi đề bạt, rồi vị trí, rồi thấy đó là sự phù hợp nên mình mới được làm lãnh đạo. Chứ nhiều khi mình giỏi hay là này kia thì cũng 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 cũng, cũng không được, nó không được. Nó là một cái sự phù hợp, nó là một sự phù hợp, nên nó có nhiều những cái quan điểm khác nhau về lãnh đạo. Cái kiểu lãnh đạo thì nó có, nhưng mà nhìn chung theo một cái góc độ khác thì nó tính cách người lãnh đạo thì chúng ta thấy là họ thường có hai cái đặc điểm thôi. Có người lãnh đạo đó thì quan tâm tới con người, còn người lãnh đạo thì quan tâm tới công việc, không quan tâm tới công việc.
những người mà lãnh đạo mà quan tâm tới con người ấy, thì họ sẽ đảm bảo cho cái cuộc sống này kia, là họ sẽ cố gắng hướng tới một cái đơn vị nó hòa bình, rồi nó tốt đẹp, rồi nó ít mâu thuẫn, rồi nó vui vẻ. Còn những cái người lãnh đạo mà họ chỉ quan tâm tới cái công việc ấy, thì họ chỉ quan tâm tới cái công việc rồi hiệu quả rồi hiệu suất. Cái nào đó cũng có cái hai mặt của nó. Nếu như mình chỉ quan tâm tới công việc ấy, thì cuối cùng ấy, là mình lại lạnh lùng quá, rồi rồi lại không có tình. Còn nếu quan tâm tới con người ấy, thì có tình quá thì cuối cùng ấy, là lại không làm việc được. Giống như bây giờ nếu như mình cứ quan cái tình cảm ấy, bây giờ ví dụ như anh em rồi này kia, cuối cùng ấy, là anh em cuối cùng không có chịu làm, không có la làm. Rồi không làm thì cái tổ chức nó cũng sụp đổ luôn. Đấy. Nên còn tình cảm quá thì nó là như vậy. Còn lý trí quá thì là chả có anh em. Lý trí quá thì là chả có anh em. Công việc lý trí sòng phẳng này kia quá thì là không có anh em. Đây đó là con người, đó là một cái sự cân bằng rất là nhiều những cái khác. Giống như mình vừa lý trí mà vừa phải tình cảm, vừa phải giỏi chuyên môn, vừa phải có đạo đức. Rồi các cái kiểu lãnh đạo thì có những cái kiểu lãnh đạo là theo kiểu của họ, họ thích phân quyền hay là họ thích tập trung cái quyền lực về họ, thích phân quyền hay tập trung cái quyền lực về họ. Nếu mà cái nhìn chung thì có những cái quan điểm là nếu như mà cái dự án nó quy mô nhỏ thì mình độc tài thì nó cũng tốt, còn nếu mình lớn hơn thì mình nên phân quyền. Nhưng mà điều đó thì nó cũng không có, nó không tương đối thôi, nó cũng không có chính xác lắm. Có những cái người họ quản lý rất là lớn nhưng mà họ cũng rất độc tài, có người họ quản lý nhỏ nhưng mà cũng có thể phân quyền. Thì đây là hai cái kiểu lãnh đạo đặc trưng khác nhau. Một người ấy là họ cái thích quản lý hết tất cả mọi thứ, rồi áp đặt, rồi quản lý mọi thứ, họ cố gắng rất là nhiều. Còn có một người ấy là họ chỉ để cho nó tự nhiên nó xảy ra như thế, tự nhiên nó như thế thôi, rồi rồi việc của họ họ làm, việc những người khác họ làm, rồi làm sai thì xử lý thì thôi, chứ họ không có quan tâm nhiều, vì thế nên nó cũng không có sân si nhiều. Như vậy thì thế là những cái kiểu lãnh đạo khác nhau thì nó sẽ tạo nên một cái những cái tổ chức khác nhau. Những cái tổ chức khác nhau. Nhưng mà chắc chắn một điều đó là không có ai làm lớn được nếu như mà không phân quyền. Mà dự án là một dạng đầu tư khá là lớn, quản lý khá là lớn. Nếu như mình không phân quyền thì mình không thể nào làm nhiều được. Tới một lúc nào đó thì phải học cách tin tưởng, và học cách tin tưởng người khác, làm việc chung với người khác, chứ mình không thể quản lý tất cả mọi thứ được. Nếu như mà lớn lên thì em một cái ông thầu cũng không thể nào ông quản lý hết 10 cái dự án được, mà ông phải học cách tin tưởng vào các cái ông trai đó, ông trai công trình. Nếu như mà cái gì mình cũng chen vào đó, thì cuối cùng mới là không có hiệu quả. Về lãnh đạo đó thì liên quan tới việc là ra quyết định sao cho nó đúng và nó hiệu quả và nó chắc chắn, thì nó sẽ không nó rất khó để mà có được một cái mô hình chuẩn hay là một cái lý thuyết chuẩn để mà cái nhà lãnh đạo họ ra quyết định. Mà mỗi nhà lãnh đạo thì họ lại có những cái tư duy, những cái quan điểm, những cái phương pháp, những cái giá trị khác nhau nữa. Vì thế nên đó là nó rất khó để mà có những cái nguyên tắc chuẩn mực để mà áp dụng cho tất cả những cái nhà quản trị hay là tất cả những quyết định. Người ta nói là trong cái ngành xã hội thì nó không giống như ngành tự nhiên, một một rồi nó không có nó bằng hai, mà nó là nó có nhiều đáp án, cái cuối cùng ở đáp án nào nó là phù hợp mà thôi, thì đó chính là xã hội. Như vậy thì lãnh đạo quản trị này kia nó cũng là thuộc dạng xã hội, thuộc dạng con người, thì thế nên đó là nó không có
ai nói rằng đó là cái điều đó đúng hay cái điều đó sai, mà là nó chỉ đúng sai với cái người đó thôi. Và vì thế nên khi người ta họ đưa ra những cái nghiên cứu hay là những cái mô hình để mà giúp cho chúng ta tham khảo và chúng ta suy nghĩ và chúng ta đưa ra những cái quyết định đúng, thì nó cũng chỉ mang cái tính chất tham khảo thôi, để làm sao cho chúng ta có được những cái càng nhiều cái tham khảo càng tốt, để chúng ta đưa ra những cái quyết định đúng. Thì một trong những cái mô hình mà người ta họ hỗ trợ cho chúng ta trong việc ra quyết định, và có rất là nhiều những mô hình khác nữa, nhiều mô hình để giống như chúng ta học quản trị thì chúng ta thấy có rất là nhiều mô hình, ví dụ như SWOT, SPIDE hay là nhiều những cái lý thuyết khác để mà người ta đưa ra cái quyết định về hành vi con người hay là về xử lý công việc. Thì trong cái mô, có một cái mô hình mà người ta họ có gợi ý nó khá là mà chúng ta có thể như là cái mô hình mà Pyrum Leadership Model. Thì trong cái mô hình này nó đưa ra năm cái tình huống, mà nó khuyên chúng ta nên làm như thế nào. Đó là cái, ví dụ như là A1, A2 thì thuộc dạng gọi là độc đoán chuyên quyền, rồi C1, C2 thì có tham vấn, cái G2 á, thì theo cái tập thể dân chủ toàn thể, có nghĩa là phân quyền. Còn cái kiểu mà A1 là cái kiểu độc quyền, độc đoán, độc quyền độc đoán. Như vậy thì đi từ trên xuống dưới thì người ta khuyên chúng ta nên làm như thế nào, từ tập trung cho tới phân quyền, từ độc tài cho đến tự do. Theo cái mô hình A1, A1 tức là cái kiểu mà đưa ra những cái quyết định theo kiểu độc tài, có nghĩa là ai nói gì nói, ai làm gì làm, mình thích thì mình đưa ra cái quyết định thôi, mình không có cần phải tham vấn ai cả, mình rất là độc tài, rất là độc tài. Rồi ví dụ như theo cái kiểu A2, là mình cũng âm thầm đi thu thập những cái ý kiến, mình hỏi người ta này kia, nhưng mà mình không có cho họ biết cái mục tiêu của cái câu hỏi của mình. Nhiều khi mình hỏi chỉ để biết thôi, hoặc là mình chỉ cần biết cái vấn đề mà mình quan tâm là được, mình hỏi bóng hỏi gió hay là thăm dò hay là gì đó mà người ta họ trả lời, họ cũng không biết là mình đang 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 tìm kiếm cái gì. Nhưng mà cuối cùng mình đủ thông tin rồi thì mình tự ra quyết định, thì đó là theo kiểu A2. Cái người được hỏi họ không hề biết cái mục tiêu của mình, cái câu hỏi của mình, họ không hề biết cái ý định của mình, chỉ là việc mình thăm dò thôi, để rồi cuối cùng mình vẫn đưa ra một cái quyết định độc đoán, đưa ra một quyết định đó. Đó là theo kiểu A2. Vậy theo những cái kiểu này ngày xưa trong những cái ví dụ như là Tam Quốc Chí hay gì đó thì chúng ta thấy giống như Tào Tháo này kia, rồi thì này kia giống như Gia Cát Lượng này kia, hay 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 thích thăm dò người khác, hiểu người khác, cuối cùng ra quyết định lắm, chứ nhiều khi cũng không có hỏi. Đó là kiểu A2, theo kiểu đọc, theo kiểu tập trung, theo kiểu độc đoán. Rồi kêu cái kiểu C1, C2 đó là có tham vấn, theo cái kiểu C1 là mình tham vấn theo kiểu đó là mình chỉ tham vấn mình tham vấn những cái người người chủ chốt thôi, nhưng mà mình tham vấn một cách rời rạc. Ví dụ như mình gặp riêng cái ông trưởng phòng tổ chức, mình hỏi làm như thế như thế như thế thì có đúng không, riêng cái ông kế toán mình hỏi theo ý anh thì như thế nào thế nào. Và cuối cùng đó là mình cuối cùng mình đưa ra một cái quyết định, thì đó là có tham vấn. Chỉ có điều đó là mình tham vấn nó không có có công khai, cái kiểu C2 á, là mình có tham vấn công khai, có nghĩa là mình mời tất cả những cái người đó lại, những cái chuyên môn, những cái chuyên gia lại, và mình tổ chức một cái hội thảo hay một cái cuộc họp, mình thông báo về cái mục tiêu, mình thông báo về cái mục đích của cuộc họp, rồi cuối cùng á, là mình hỏi mọi người, rồi mọi người bàn bạc trao đổi, rồi cuối cùng á, là đưa ra một cái quyết định.
Như vậy thì có nghĩa là có tham vấn, và tham vấn một cách công khai, có bàn bạc và trao đổi, nhưng mà chỉ là bàn bạc trao đổi với những cái người lãnh đạo cấp cao, những cái người ở cái cấp lãnh đạo thôi. Cái cuối cùng đó là G2, đó là ra quyết định theo kiểu tập thể, có nghĩa là theo cái kiểu dân chủ nhất, theo kiểu phân quyền nhất, đi hỏi hết toàn bộ những cái người có liên quan, hỏi toàn bộ những cái công nhân nhân viên trong công ty. Thì cuối cùng mới là có muốn làm hay không hay là cái gì đó, thì đó là theo cái kiểu tập phân quyền nhất, làm gì nhất, dân chủ nhất. Thì theo những cái quyết định nào đó, thì nó cũng đều có cái mô hình quyết định nào đó, thì nó cũng đều có cái ưu nhược điểm của nó cả, chứ nó không có cái nào là tuyệt đối đúng hoàn toàn ở mỗi hoàn cảnh. Thì chúng ta nói là con người, nên nó là nhiều khi là người ta phải linh động. Có thể là đối với cái trường hợp này á, thì nó phù hợp, ra quyết định theo cái mô hình này thì phù hợp, nhưng mà đối với cái quyết định khác thì nó lại không phù hợp, và chỉ có chúng ta mới biết khi nào là nó phù hợp thì không phù hợp mà thôi. Và cái mà chúng ta biết khi nào phù hợp không phù hợp, chúng ta áp dụng như thế nào á, thì nó lại xem như là cái nghệ thuật của bản thân mình, gọi là nghệ thuật lãnh đạo, là nó thuộc về cái tính cách của con người đó, nên rồi cuối cùng chính cái đó nó tạo ra khác biệt, chứ không phải là lý thuyết, chứ không phải là lý thuyết. Lý thuyết thì nó chỉ có vậy thôi, nhưng mà anh áp dụng nó như thế nào á thì nó lại là việc của cái người đó. Thì người ta có khuyên chúng ta những cái mô hình để mà chúng ta đưa ra những cái quyết định dạng như vậy, nó đưa ra những cái nguyên tắc để chúng ta tham khảo khi mà chúng ta đưa ra những cái quyết định như thế. Cái quy tắc thứ nhất đó là quy tắc thông tin. Nếu như mà chất lượng thông tin là quan trọng, mà nhà lãnh đạo không đủ thông tin thì không nên ra thông tin, ra quyết định theo cái kiểu độc quyền A1 đâu. Có nghĩa là cái quyết định này là một cái quyết định rất là quan trọng, mà chúng ta lại không có đủ thông tin, mà chúng ta cứ muốn là tự mình ra quyết định, thì nó rất là không nên, nó rất là không nên. Đó là nên loại cái kiểu A1 ở đây. Nhưng mà người ta cũng không có nói với mình là nên chọn cái loại nào, dạng như vậy, chọn loại nào đó là việc của mình. Trong khi chúng ta không nên dùng cái kiểu A1 thôi. Nếu như mà chúng ta chưa có thông tin thì có thể chúng ta có thể chọn những cái cách khác, ví dụ như là cái kiểu A2, mình cứ âm thầm đi thu thập thông tin đi, rồi tới khi nào có đủ thông tin rồi thì mình ra quyết định, đó là theo kiểu A2. Hay là mình có thể đi hỏi những cái người kia, mà mình hỏi cũng một cách không có chính thức, mình hỏi này kia, hỏi từng người, mỗi người với những cái góc nhìn khác nhau, rồi cuối cùng mình đưa ra một cái quyết định của mình. Đó là theo kiểu C1, theo kiểu C1, hoặc là mình họp những cái người lãnh đạo lại rồi mình hỏi vậy, theo kiểu A2 như vậy cũng được, hay là theo kiểu phân quyền. Tuy nhiên thì cái quyết định nào đó thì nó tùy vào mình, chứ người ta không có khuyên người ta nên chọn cái nào cả. Quy tắc về sự phù hợp với mục tiêu, đó là nếu như mà cái quyết định này là một quyết định quan trọng, mà những người nhân viên không rõ mục tiêu của tổ chức, nhiều nhân viên không rõ mục tiêu của tổ chức thì không nên dùng cái kiểu G2 đâu, không chịu không nên dùng cái kiểu G2. Ví dụ như nếu như là mình đưa ra một cái quyết định chiến lược, sứ mệnh, mục tiêu, tầm nhìn của tổ chức, của đơn vị, mà mình lại đi hỏi theo kiểu phân quyền, mình hỏi cái người công nhân trong công ty gì đó, thì cuối cùng đó là nó không có hiệu quả gì cả, tại vì những người công nhân nơi công ty này kia họ đều không có hiểu những cái vấn đề chiến lược như thế, không hiểu những cái vấn đề chiến lược như thế, nên đó là cuối cùng đó là không nên đưa ra quyết định theo cái kiểu trưng cầu dân ý như thế, đối với những cái quyết định quan trọng mà những cái người mà trưng cầu dân ý họ lại không hiểu cái mục tiêu, cái sứ mệnh của tổ chức, chứ không phải là phân quyền lúc nào cũng tốt đâu. Chúng ta cứ tưởng như thế, chúng ta tưởng dân chủ là tốt, nhưng mà đôi khi nó cũng có cái hạn chế của nó, tiếp theo đó là cái quy tắc mà vấn đề mà không có cấu trúc, có nghĩa là đây là một cái quyết định quan trọng, và những quyết định quan trọng này chưa từng xảy ra trước đây, tức là không có cấu trúc, chưa từng có tiền lệ,
là người lãnh đạo không biết lấy thông tin ở đâu, thì các cái kiểu như A1, A2, C1, C2 đều bị loại bỏ. Tuy nhiên thì người ta cũng không có nói rằng đó là mình nên chọn theo cái kiểu G2, mà là cái quyết định là của mình thôi. Quy tắc về sự chấp nhận. Ví dụ như là người lãnh đạo không biết nhân viên mình có chấp nhận thực hiện cái quyết định của mình hay không, không biết chắc chắn là cái quyết định độc đoán của mình có được nhân viên chấp nhận hay không, thì những cái kiểu mà ra quyết định theo kiểu độc đoán hay một hay hai thì đều bị loại bỏ, đều bị loại bỏ. Ví dụ như là chúng ta thấy là ví dụ như bên bên Nhật, người quản lý ở bên Nhật thì họ rất là tự trọng. Ví dụ như nếu như mà họ không có đủ cái uy tín, cái năng lực, cái trình độ để làm cái vị trí đó thì đôi khi họ sẽ không có nhận cái vị trí đó. À, nhiều khi đó là họ có một cái nguyên tắc đó là nếu như một cái người quản trị ấy, mà ký vào cái tờ quyết định 3 lần, mà nếu như mà ký hai cái lần đầu ấy, mà nếu như mà họ những người nhân viên cấp dưới của mình họ không có thực hiện thì cái quyết định phải ký lần thứ ba đó là chính là nên ký vào cái quyết định nghỉ việc của mình đi. Người đó là người Nhật họ có những cái nguyên tắc như thế, tại vì là người nhân viên họ không chấp nhận, họ không thực hiện và người ta họ không có hài lòng, người ta không có ủng hộ thì quyết định thứ ba nên ký vào trong quyết định nghỉ việc của mình đi, tại vì mình không phù hợp, không phù hợp. Còn nhiều khi á, là ở nhiều khi là mình có được cái quyền lực về mặt pháp lý thì cuối cùng mình phải bắt người ta làm thế này thế kia, người ta không có hài lòng, người ta không có đồng ý, và đó là những cái nguồn gốc của những cái mâu thuẫn rất là nhiều, và cuối cùng là nó gây ra những cái đổ vỡ rạn nứt những cái hệ thống. Rồi còn rất là nhiều những cái nguyên tắc khác, ví dụ nguyên tắc công bằng, nguyên tắc sự chấp nhận vân vân, thì người ta đều khuyên ta nên làm như thế nào. Thì tất cả những cái mô hình này thì nó đều mang cái tính chất là tham khảo thôi, tham khảo để rồi cuối cùng chúng ta sao chúng ta đưa ra một cái quyết định chúng ta thấy nó phù hợp là được, chứ chúng ta không phải là gỗ đá. Chúng ta là một cái nhà quản trị quản lý thì cuối cùng chúng ta mới lại là cái người lãnh đạo nhất. Giống như tất cả những cái kiến thức mà mình học thì cuối cùng nó chẳng có cái ý nghĩa gì cả nếu như mình không đem ra thực tế và mình linh động mình sử dụng nó. À, thì cuối cùng á là nó không có bó hẹp lại như thế. Tất cả những cái mô hình, những cái lý thuyết, những cái về quản trị hay gì đó thì tất cả nó đều rất là tương đối, nó chỉ mang tính chất là củng cố kiến thức cho chúng ta, rồi chỉ có chúng ta thì chúng ta mới biết khi nào dùng mô hình nào là nó phù hợp, hay là khi nào thì chúng ta nên tự do, hay chúng ta nên phân quyền. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu nghiên cứu về về những cái quản lý dự án hay là dự án thì chúng ta thấy là dự án nó là một cái lĩnh vực rất là nhiều cái sự thay đổi, rủi ro, cái sự sáng tạo hay là cái sự đổi mới, thì sẽ chúng ta là có phù hợp với cái lĩnh vực này hay không. Các cái nhà quản trị khi mà họ tuyển lựa những cái con người cho dự án thì họ rất quan tâm đến việc cho là những con người này họ có phù hợp để làm dự án hay không, tại vì con người nó cũng có nhiều dạng. Có người thì họ thích cái sự ổn định, thích làm những cái công việc ổn định và lương cao, còn có người thì họ thích những cái sự thay đổi, những cái thử thách, những cái đam mê, mặc dù nó hơi rủi ro, mặc dù nó hơi phải trả những cái giá rất là đắt, tuy nhiên thì lại phù hợp. Nên thực ra thì cũng không có cái nào là nó tốt hơn cái nào cả, ổn định cũng tốt mà thay đổi thì cũng chẳng sao. À, chỉ có điều đó là cái gì nó cũng có cái giá của nó thôi. À, và cái con người đó thì họ cũng có những cái tính cách của họ thì họ cũng đã ngay cũng ngay đó họ họ đã khác nhau rồi. Ví dụ như người Mỹ gì đó thì họ lại thích đi phiêu lưu, đi khám phá một mình, họ thích là những sự thay đổi. À, còn người Việt chúng ta lại thích cái sự ổn định hơn. Nếu như mà một mình thì mình sẽ không có đi đâu, rồi nhiều khi là cả đời ở một chỗ cũng chẳng sao. Làm một công việc thì chỉ cần là nó ổn định là được, ổn định là được. Thì đó là tùy mỗi người. Thì như vậy thì khi
Khi mà người ta tuyển mộ những cái con người làm cho cái dự án, dù là những người công dân hay là dù cho là người giám đốc dự án, thì người ta rất quan tâm tới cái tính cách của người đó, tức là có phù hợp với dự án hay không. Chứ nếu không á, họ không chịu nổi được những cái áp lực cạnh tranh hay những cái tính chất công việc liên quan đến sự thay đổi, tranh chấp, mâu thuẫn, cãi vã này kia, thì cuối cùng đó là họ rời bỏ. Mà họ rời bỏ thì đâu có cái việc đó là mình cứ tuyển lại rồi mình lại đào tạo lại biết, nên đó là lựa chọn những cái con người những phù hợp với làm dự án, thì nó đã là một cái việc rất là quan trọng ngay từ đầu. Nên trong cái tuyển dụng làm dự án thì người ta hay hỏi những cái câu hỏi để mà định lượng xem đó là mình có phù hợp hay không, mình có hay thích cái sự thay đổi hay không, hay là phù hợp để làm dự án hay không. Thì trong những cái cuốn sách PM Book thì nó có những cái gợi ý, những cái mẫu rất là hay, những cái mẫu rất là hay, nó giúp cho chúng ta định lượng được cái gì đó để mà chúng ta tuyển dụng đúng người đúng việc, người đúng việc. Thì khi mà người ta đi xin việc á, thì nhiều khi họ chẳng bao giờ họ nói thật, chẳng bao giờ họ nói là tôi không đi xin việc làm gì hết, để làm cho dự án, mà chẳng bao giờ họ nói là tôi không thích trải nghiệm hay là tôi không thích cái sự thay đổi cả. Nếu như thế thì ai tuyển, nếu như thế thì ai mà ngồi đây nữa. Họ đều là nói nói dối hết, hoặc là họ nói thật nhưng mà mình cũng không thể tin được. Vì thế nên đó là nếu như mà mình quản trị một cách khoa học đó, thì mình sẽ chả có tin vào lời nói, mình chẳng có tin vào lời nói, mình chỉ tin vào việc làm, hay là mình chẳng có tin vào cái định tính mà chỉ tin vào định lượng thôi. Có nghĩa là mình sẽ cho họ trả lời những cái câu hỏi để rồi cuối cùng mới là họ có nói dối hay không, hay là họ có phù hợp hay không á, thì mình nhìn vào cái bảng điểm thì mình đưa ra một cái quyết định. Thì như vậy thì có vẻ như là nó khách quan hơn. Cũng giống như một người say á, thì chẳng bao giờ nói là mình say, còn một cái người điên thì cũng chẳng bao giờ nói là mình điên. Nên đó là nếu mà tin vào cái lời của người say hay tin vào cái lời của người điên thì cuối cùng mới là nó không có đúng. Mình phải cố gắng định lượng họ. Giống như nếu như mà người ta xuống cái bệnh viện thần kinh trung ương 2 á, thì người ta nếu như mình nói mình bị có vấn đề về thần kinh hay là thế này thế kia á, thì người ta đều bắt cho mình vô căn phòng và đều cho mình trả lời một cái bảng hỏi, một cái bảng hỏi rất là nhiều những cái câu hỏi, ví dụ như là bạn có thường xuyên thích ở một mình không, bạn có thích tự kỷ không, có thích nghĩ tới ý định chán đời tự tử hay chưa hay gì gì đó. Rồi cuối cùng nếu như mà mình trả lời được bao nhiêu điểm trên bao nhiêu điểm đó, thì người ta kết luận là mình đi hay không đi. Nên rồi để mà tuyển chọn cái con người làm cho cái dự án thì chúng ta thấy là người ta cũng cố gắng định lượng, và nếu như mà lý trí mà khoa học thì tất cả những cái tuyển dụng khác đánh giá một con người hay là một cái gì đó thì chúng ta cũng nên có những cái phương pháp như thế, phương pháp định lượng, định lượng cái suy nghĩ những gì đó trong cái một con người, và cuối cùng mình sẽ quản lý nó một cách khoa học hơn. Chúng ta đi vào cái phần tiếp theo, đó là phân tích tài chính dự án đầu tư. Chúng ta kết thúc những cái ta kết thúc những cái giới thiệu sơ lược sơ bộ về dự án, rồi những cái khái niệm ban đầu, hay là trao đổi những cái vấn đề nó có liên quan, chúng ta đàm luận thảo luận những cái vấn đề đó, nó liên quan tới mặt khái niệm, về mặt lý thuyết, về mặt thực tế, về những cái khái niệm, thì nó không có chưa có giới thiệu chúng ta biết về những cái môn học đó thôi. Chúng ta đi vào cái phần tiếp theo, đó là phân tích tài chính dự án đầu tư. Như bữa trước chúng ta nói thì thẩm định một cái dự án thì nó thẩm định trên nhiều góc độ khác nhau, nào là thẩm định về mặt thị trường, nào là thẩm định về mặt kỹ thuật công nghệ, tổ chức quản lý, rồi tài chính, rồi kinh tế, rồi những cái gì thẩm định về mặt xã hội, những nhu cầu cơ bản, vân vân. Nếu mà càng lên cao một cái dự án thì người ta càng thẩm định nó nhiều, nó kỹ lưỡng. Còn ở cái góc độ của doanh nghiệp, của cá nhân mình, của tài chính mình, thì mình lập một cái dự án thì mình chỉ muốn biết là nó có lời hay nó có lỗ hay không mà thôi. Điều đó có nghĩa là mình muốn thẩm định về mặt tài chính, thẩm định về mặt tài chính dự án đầu tư.
chứ không phải là thẩm định dự án là chỉ có thẩm định tài chính. Đấy, nhiều khi chúng ta cứ nhầm như thế. Thẩm định dự án là cả một cái rất là nhiều cái lĩnh vực, như thẩm định về mặt thị trường, về mặt kỹ thuật công nghệ, về mặt tổ chức quản lý. À, còn mình thì mình lập cái thẩm định tài chính, mình quan tâm tới cái này nhiều hơn. À, vì tại sao mà mình phải làm những cái việc thẩm định tài chính dự án đầu tư? Tại vì nguồn lực của mình nó rất là giới hạn. Khi mà mình nghiên cứu cái cơ hội đầu tư và mình đưa ra những cái phương án mà nó phù hợp và nó hiệu quả, mà mình thấy nó có mang lại cái khả năng mang lại lợi nhuận. À, mình sau khi qua cái bước mà nghiên cứu tiền khả thi sơ bộ rồi, mình lọc bỏ rất là nhiều những cái dự án nó không phù hợp. À, tới cái bước nghiên cứu khả thi thì ít ra mình cũng còn lại được khoảng tầm 3, 4, 5, 6 cái phương án đầu tư. Như vậy nếu như mà mình không có thẩm định dự án ấy, thì mình lại không biết là cái dự án nào là dự án tốt nhất, và mình cũng không có biết cái dự án nào là cái dự án lời lỗ. Nếu như mà mình bỏ tất cả những cái vốn của mình vào đây ấy, thì cuối cùng là nó sẽ cạn kiệt cái nguồn vốn của mình, và nhiều khi là mình hy sinh cái vốn của mình vào một cái dự án mà nó tồi tệ, trong khi cái dự án tốt thì mình đã bỏ bỏ qua mất. Vì thế nên cái thẩm định dự án đầu tư ấy, là cái mục đích của mình là để ngăn chặn những cái dự án xấu, loại bỏ những cái dự án xấu, bảo vệ những cái dự án tốt. Nhiều cái dự án tốt thì mình lại không thực hiện, bỏ vào những cái dự án xấu, cuối cùng là mất mất những cái cơ hội đó, mất mất những cái cơ hội. À, rồi xác định xem những cái thành phần của dự án nó có thống nhất với nhau hay không. Thì chúng ta hình dung là ban đầu, khi mà chúng ta nghiên cứu thị trường thì chúng ta biết được giá cả, sản lượng, công suất. Chúng ta nghiên cứu về kỹ thuật công nghệ thì chúng ta biết về chi phí, máy móc, thiết bị, mặt bằng, nhà xưởng, công nghệ, rồi này kia. Thì chúng ta có được những cái chi phí đó. Rồi chúng ta nghiên cứu về quản lý tổ chức thì chúng ta biết được về cái chi phí quản lý, chi phí nhân công, tiền lương, công nhân, con người, quản lý, vân vân. Thì chúng ta lại có được những yếu tố đầu vào như thế. Rồi cuối cùng khi mà chúng ta gom hết tất cả những cái yếu tố đó vào để mà chúng ta phân tích dự án, thì cuối cùng mới là những cái dự án đó nó đưa ra những cái chỉ số, mình khi mà mình phân tích mình đưa ra những cái chỉ tiêu quả tài chính, thì những cái chỉ tiêu quả tài là dự án ta có hiệu quả hay không, có đáng làm hay không, có nên làm hay không nên làm, vân vân. Và nếu như những cái yếu tố đầu vào này mà nó thay đổi thì sao, thì nó sẽ dẫn tới những cái yếu tố đầu ra nó cũng thay đổi. À, một cái sự thay đổi rất nhỏ yếu tố đầu vào có thể dẫn đến một cái sự thay đổi rất lớn yếu tố đầu ra, và cuối cùng nó làm cho dự án chúng ta nó không hiệu quả. Như vậy thì cái quan trọng là mình phải đo lường được, cái mình phải nắm bắt được và mình phải đo lường được, phải tiên liệu được là nếu như mà nó xảy ra những yếu tố đầu vào mà nó thay đổi như thế, thì cuối cùng là nó làm yếu tố đầu ra thay đổi bao nhiêu, như thế nào và hậu quả ra sao, mình phải có phương án đối phó nó như thế nào. À, vì vậy nên nếu như là một cái dự án mà hoàn chỉnh, nếu mà mình nghiên cứu thu thập thông tin, phân tích số liệu, rồi quản trị rủi ro, thì cuối cùng mới là nó sẽ đưa ra những cái thông tin như thế, nó là một cái thành phần thống nhất với nhau, thống nhất với nhau. Chứ còn nếu như mà mình lập một cái dự án mà cái phần đầu phần đuôi nó là chả liên quan gì tới cái phần cuối, đó. Mình lập nghiên cứu thị trường rồi mình ghi tùm lum, rồi mình chém gió, mình ghi tùm lum, nó tỏ ra nguy hiểm, nhưng mà rồi cuối cùng mới là trong phân tích tài chính thì nó chả lấy thông tin từ phân tích thị trường, rồi cũng chẳng lấy từ phân tích từ cái kỹ thuật công nghệ hay tổ chức quản lý, không có thống nhất với nhau, nó rời rạc. Thì cái đó là cái những cái dự án mà người ta họ không có lập nó một cách phù hợp, một cách chính thống, mà có thể là người ta họ lập cho có, hay là người ta đã thuê một người để viết cái dự án. À, để rồi cuối cùng chỉ là được phép để họ làm thôi, thì nó không có nhau. Còn nếu như mà mình lập một cái dự án mà cho nó đúng chuẩn, cho nó chuyên nghiệp, cho nó phù hợp, là một phương án một dự án đầu tư đó, thì chắc chắn là tất cả những thành phần này nó phải thống nhất với nhau. Và mình thấy vì nó thống nhất với nhau nên mình có thể quản trị được cái sự thay đổi, và nhờ mình quản trị được cái sự thay đổi nên mình mới có thể kiểm soát được rủi ro. Được không? Đánh giá nguồn và độ lớn của rủi ro, rồi làm thế nào để giảm thiểu rủi ro, chia sẻ rủi ro một cách hữu hiệu và hiệu quả. Thì thực ra thì không có ai họ họ họ
quản trị thì tất cả rủi ro cả. Nếu mà người ta càng làm việc một cách lý trí á, thì người ta càng tránh được nhiều rủi ro, tránh được nhiều rủi ro. Nhưng mà dù chúng ta có lý trí khó tránh được, và người ta bảo là cái người giỏi là cái người là họ quản rủi ro nó không xảy ra. Khi mà rủi ro nó xảy ra thì họ mà đã đạt được một cái chuẩn người quản lý mà không bị bất ngờ như thế. Và nếu như mà mình không bị bất ngờ thì có nghĩa là mình có phương án dự phòng, người đó xem như là một cái người quản trị tốt. Thì bất ngờ nó rất là nguy hiểm. Về cái phân tích dự án thì chúng ta tìm hiểu cái khái niệm là ngân lưu. Ngân lưu là một chuỗi giá trị tiền được biểu hiện trục tọa độ theo từng năm, thể hiện những cái khoản thực thu thực chi của cái dòng tiền đó. Khi mà chúng ta làm dự án thì cái dòng tiền chúng ta nó sẽ thường sẽ đi qua hai cái giai đoạn, đó là giai đoạn đầu tư và giai đoạn vận hành. Đầu tư và vận hành, trong cái giai đoạn đầu tư đó thì cái số tiền chúng ta đang đa phần đó là những cái khoản thực chi là nhiều, chúng ta bỏ ra nó rất là nhiều nên nó bị âm xuống. Còn tới cái giai đoạn vận hành đó thì mình cũng tốn những cái chi phí vận hành, nhưng mà mình có những cái doanh thu lợi nhuận nó cung cấp dịch vụ rồi, thì lúc đó nó những cái doanh thu lợi nhuận nó bù đắp tốt cái chi phí vận hành và dần dần nó bù đắp cái chi phí đầu tư ban đầu. Nên đó là cuối cùng đó là một cái dự án đó rồi cuối cùng nó xem như là có lời, có nghĩa là bù đắp được chi phí vận hành và bù đắp được cái chi phí đầu tư ban đầu. Thì cái giai đoạn này gọi là cái giai đoạn hoạt động, giai đoạn hoạt động. Như vậy thì khi mà mình lập cái dòng tiền cho một cái dự án, rồi sau đó mình mới tính toán cái chỉ tiêu của tài chính để mình thẩm định xem nó khả thi hay không. Thì trước tiên mình lập cái dòng tiền thì mình phải lập cái dòng tiền của dự án ta nó qua hai cái giai đoạn như thế, qua giai đoạn như thế. Giai đoạn ít nhất là giai đoạn đầu tiên, giai đoạn đầu tư, sau đó tới vận hành, có doanh thu lợi nhuận, đóng thuế, hoạt động mình nó như thế nào. Hai cái dòng tiền lại nhau cuối cùng nó mới ra dòng tiền cuối cùng của ta, đó là dòng tiền của dự án. Tại vì mình nhập từ bây giờ còn dự án mình tính toán là có thể là nó có tới 10 năm, 20 năm, hay 30 năm hay là nhiều hơn nữa, rất là nhiều. Một cái câu hỏi đó là vì sao trong phân tích dự án thì người ta lại sử dụng ngân lưu dòng tiền chứ lại không sử dụng luôn cái dòng lợi nhuận đi cho nó nhanh, dòng cho nó nhanh. Thì như chúng ta biết, chúng ta thấy thì lợi nhuận hay là doanh thu, nếu mà chúng ta học cho cái môn phân tích kinh doanh đó thì chúng ta cũng nói nhiều lợi nhuận hay là doanh thu, tất cả nó cũng chỉ là cho biết cái quy mô thôi, cho biết cái quy mô thôi. Nhiều khi nó cũng không có thể hiện chính xác cái số tiền mà mình thực nhận, số tiền mình thực nhận. Nói ví dụ như là doanh thu, nó ví dụ như là doanh thu thì nó nhiều, nhưng mà có đúng là mình thực tế mình có nhận được như thế hay không? Ví dụ như khi mình xuất bán một cái hóa đơn, xuất bán một cái sản phẩm thì mình ghi nhận nó là cái hóa đơn, ghi nhận hóa đơn. Như vậy thì doanh thu thì mình ghi nhận nó là như thế, nhưng mà tới vài ngày sau cái người ta họ trả lại hàng hay họ chiết khấu hay là mình chiết khấu cho họ thì thực ra mình đâu có nhận được cái số tiền như thế, số tiền như thế. Rồi ví dụ như hoặc là mình bán một cái sản phẩm hàng hóa nhưng mà mình cho người ta trả chậm, mình cho người ta trả chậm, mình cho người ta trả góp, thì mình ghi nhận là cái khoản phải thu chứ thực ra mình đâu có thu được cái số tiền như thế. Vì thế nên nó là doanh thu nó không phải là khoản thực thu, doanh thu nó không phải là khoản thực thu. Nhiều khi mình ghi nhận trên báo cáo tài chính nó là như thế thôi chứ 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 số tiền thực sự mà doanh nghiệp đang có nó không được như thế đâu.